tỷ canh tân nhâm quý. Đó, giáp ít đó là sanh ngày mộc, bính ninh là sanh ngày quả, mậu tỷ là sanh ngày thổ, canh tân là sanh ngày kim, nhâm quý thì sanh ngày thủy. Hồi nãy các bạn vô bạch tỷ hưu thấy tỷ hưu bảy màu phải không? Sự thật tỷ hưu chỉ dùng năm màu là dùng ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ. Các bạn mỗi người cũng có hai trái màu hên của mình xài suốt đời luôn, là hai trái màu hên này là không được tự chọn lựa nha. Hai trái màu hên này là các bạn phải ghi ngày tháng năm sinh của mình. Một hồi ở trong đây có mấy câu chuyên nghiệp quá, mỗi người có một cuốn sách phong thủy là sẽ xem cho các bạn miễn phí, tìm hiểu cho các bạn ngày tháng năm sinh của mình. Bẩm sinh mình có thiếu thốn ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ không? Có thiếu thốn thì mình bù, bẩm sinh mình không có thiếu thốn kim mộc thủy hỏa thổ thì mình phải bù. Ngày tháng năm sinh với các bạn mình là không có ai giống ai hết. Ngày tháng năm sinh với các bạn mình là không được thay đổi. Thí dụ tôi hỏi các bạn thấy trên đời người có cái gì công bằng không? Đúng, không có cái gì công bằng hết, không có cái gì hoàn hảo hết. Trên đời là có hai loại người là khác nhau rồi. Một loại người tại sao mà người ta giàu có càng ngày càng giàu càng tỷ phú. Một loại người nghèo khổ càng ngày càng nghèo càng khổ càng bạc luôn. Là hai loại người là khác nhau. Mà trên đời cũng có hai loại ông chủ khác nhau nha. Có một loại ông chủ thì chỉ tay năm ngón, có tiếng như có miếng, khỏi cần làm cái gì hết đó, là công nhân làm giàu cho nó thôi. Thì mỗi ngày nó đi chơi chỗ này, ngày mai nó đi chơi chỗ khác. Tại sao nó tốt như thế là tại vì ngày tháng năm sinh nó quá đẹp luôn biết không? Còn có một loại ông chủ là khác nha, là có tiếng không có miếng, có cái tiếng làm ông chủ á, mà đích thân làm giống như công nhân, cứ cài hoài làm, hoài làm giống như con trâu làm hoài, làm với hai bàn tay trắng không có tiền còn mang bệnh nữa. Tại sao? Là tại vì ông chủ này ngày tháng năm sinh là quá xấu luôn biết không? Giờ tại sao mà người ta giàu có tỷ phú muốn sanh một thằng con trai cũng rất là khó khăn, còn phải đem số tiền vô nhà thương tạo con, còn thất bại. Giờ tại sao người nghèo mình dễ sanh con lắm? Người nghèo sanh con cứ sanh hoài sanh tới một chục đứa luôn, là không có tiền nuôi luôn. Là vấn đề phát sanh đó đâu, là phát sanh đó ngày tháng năm sanh của mình á. Mình phải tìm hiểu kim mộc thủy hỏa thổ là màu gì ha. Mạng kim, mộc, thủy, quả, thổ. Đó, mạng kim là xài màu trắng là màu hên của mình. Mạng mộc thì xài màu xanh, mạng thủy thì xài màu đen, mãn quả thì xài màu đỏ, mãn thổ thì xài màu vàng. Đó, mỗi người có hai cái màu hên. Ngũ hành thì nó khác nhau với nó sanh nhau, khác nhau là hai vợ chồng cự lộn hoài, quánh lộn hoài, thậm chí sanh hai đứa con da cũng còn ly dị nữa, cái đó là kêu bằng khác nhau. Con cái không có hiếu mình là kêu bằng khác nhau. Còn sanh nhau thì hai vợ chồng yêu nhau hạnh phúc là sanh nhau. Con cái có hiếu mình là kêu bằng sanh nhau. Còn khác nhau thì hai người bạn bè hợp tác kinh doanh cũng chia tay thôi. Còn vợ chồng khác nhau thì sẽ ly hôn, sẽ ly dị. Kim, kim khắc mộc, mộc lại khắc thổ, thổ lại khắc thủy, thủy lại khắc quả, quả lại khắc kim. Cục vàng thì nó sợ lửa. Bây giờ em để cục vàng trên bàn mà em xịt lửa mạnh lên cục vàng này, nó sẽ chảy thành nước luôn, là quả khắc kim. Kim lại khắc mộc, kim là một cây sắt làm thành một cây dao, nó sẽ gọt sạch cái cây mộc này, là kim khắc mộc. Mộc lại khắc thổ là bây giờ mình trồng cây gắm ở dưới thổ thì cây mộc này nó sẽ hút hết dinh dưỡng của thổ mới trưởng thành một cái cây mộc, là mộc khắc thổ. Thổ lại khắc thủy là bây giờ mình đổ một thau nước vô cái nền này nó sẽ hút hết cái nước này, là thổ khắc thủy. Thủy lại khắc quả, bất cứ quả thân trái cái gì mình tạt nó xuống một cái quả nó sẽ tắt. Cái này là khác nhau là không có tốt. Thí dụ bà xã là một cây kim, là một cây dao, ông xã là một cây mộc. Cây dao của bà xã gọt sạch cây mộc của ông xã thì ông xã la lên, bà xã chạy trốn. Cái này là khác nhau là không có được đó nha. Đó. Vợ chồng phải sanh nhau, vợ chồng sanh nhau mới nắm tay nhau mới hạnh phúc nhau. Kim, kim sanh thủy, thủy lại sanh mộc, mộc lại sanh quả, quả lại sanh thổ, thổ lại sanh kim. Đó, vợ chồng nắm tay nhau hạnh phúc nhau á. À, anh em hòa đồng nhau, bạn bè hợp tác kinh doanh cũng ok. Là bây giờ tôi kể hai cặp vợ chồng cho các bạn biết. Một cặp vợ chồng giàu có tiền, một cặp vợ chồng cực khổ gian nan không có tiền. Cái cặp vợ chồng có tiền sanh một thằng con trai là bẩm sinh thiếu thốn ngũ hành, nó không biết tìm hiểu, nó muốn ra ngoài đời kinh doanh buôn bán, gặp cha mẹ có tiền có vốn cho nó một số vốn. Các bạn biết nó ra ngoài đời nó gặp cái gì không? Nó gặp xui xẻo, nó không có gặp bản thân, nó bị lỗ hết số vốn đó, nó làm sự nghiệp không có thành công, nó bị thất bại. Nhiều khi mình đừng có nghĩ nói là mình có vốn là mình kinh doanh sẽ thành công đó nha. Nhiều khi á mà mình phải coi cái gì, coi cái ngày, cái số của mình, ngày tháng năm sinh của mình đó nha.
đó. Còn cái cặp vợ chồng cực khổ gian nan sanh một bầy con sáu bảy đứa con, trong khi có một thằng con trai là bẩm sinh không có thiếu thốn ngũ hành, ngày tháng năm sanh quá đẹp luôn. Là tại vì cha mẹ nghèo khổ không có vốn cho nó. Nó hai bàn tay trắng, nó ra ngoài đời các bạn biết nó gặp cái gì không? Nó gặp quý nhân, nó gặp vận hên, nó gặp nhiều may mắn, nó sẽ làm chủ. Ngồi việc mình có một câu nói hay không bằng cái gì? Đúng. Tôi nghèo mà tôi gặp hên tôi sẽ làm chủ. Còn tôi giàu có, tôi tỷ phú quá, tôi gặp xui xẻo hoài thì tôi sẽ hao tài, thậm chí hao hết tài sản cũng có nữa, đúng không? Đó. Rồi tại sao có con gái 30-40 tuổi nhất là đẹp cái mà tại sao chưa lấy chồng? Tại vì bản thân thiếu thốn ngũ hành, không biết tìm hiểu. Nó cũng muốn lấy chồng để hạnh phúc, đúng không? Chị là trong đây có không? Chị là một lát phải coi tình duyên nha, ngày tháng năm sinh coi tình duyên đó nha. Đó. Rồi tại sao con trai, tại sao con trai 30-40 tuổi đẹp trai không đậu mà tại sao chưa cưới vợ? Là tại vì bản thân thiếu thốn ngũ hành, không biết tìm hiểu. Nó cũng muốn lấy vợ để hạnh phúc, đúng không? Đó. Còn các bạn có tin không thì không tin, tôi không có biết. Tôi chỉ biết ở Việt Nam có một số người, nhất là tin phong thủy là mấy ông thầu xây dựng đó. Đó. Còn năm nay là năm Đinh Dậu. Nếu muốn biết không phải về tao nữa. Đinh Dậu là con gà với con mèo, là hai con này năm nay xung khắc nhau, không được đầu tư nha. Đầu tư là sẽ hao tài đó. Đó, giờ năm nay á, có ba con giáp, ba con tài lộc lớn lắm á nha. Chỉ ba con giáp này là đi mua quyền lớn đó nha. Con cọp con